Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở bài này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về kiểu dữ liệu ở trong JavaScript. Thì đối với JavaScript, mỗi kiểu dữ liệu khác nhau, nó sẽ có những cái tính chất khác nhau. Thì ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu ở trong JavaScript và ở mỗi kiểu dữ liệu thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về kiểu dữ liệu đó là kiểu chuỗi. Kiểu chuỗi. Thì ở trong JavaScript nó quy định là tất cả hay là còn gọi là kiểu string nhé. Trong JavaScript nó quy định tất cả những kiểu thuộc kiểu string là những giá trị được bọc trong dấu nháy đơn hoặc nháy kép. Nháy đơn hoặc nháy kép. Ok, đó thì tất cả những giá trị như thế này nó sẽ được quy định là kiểu chuỗi. Tiếp theo kiểu dữ liệu thứ hai là kiểu số. Kiểu số thì cái này rất là đơn giản, là tôi sẽ không giải thích thêm nữa. Và kiểu thứ ba đó là kiểu mảng. Tiếp theo kiểu thứ tư đó là kiểu object. Trong JavaScript nó hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng nên là nó sẽ có kiểu object. Kiểu thứ năm đó là kiểu undefined. Undefined tức là đây là cái kiểu mà giá trị đó chưa được định nghĩa, kiểu none. Và kiểu tiếp theo đó là kiểu boolean. Đó, bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn về từng kiểu dữ liệu và để xem kiểu dữ liệu ở trong JavaScript chúng ta có hàm type of. Xem kiểu dữ liệu chúng ta sẽ sử dụng hàm type of như thế này và truyền cái biến hoặc là giá trị vào đây sẽ là giá trị, thì nó sẽ show ra cho chúng ta kiểu dữ liệu. Tôi sẽ lấy một vài cái ví dụ về các kiểu dữ liệu này và sử dụng hàm type of để các bạn có thể xem nó thuộc kiểu gì. Thì tôi sẽ tạo ra một cái file HTML như sau, tôi sẽ để vào trong bài 4 và tôi sẽ để là kiểu dữ liệu .html và tôi sẽ tạo ra một trang HTML là kiểu dữ liệu. Sau đó tôi sẽ khai báo JavaScript ngay trên trang này, tôi sẽ thực hành nó ở đây. Giả sử tôi có một cái biến, tôi khai báo một biến var đúng không? Name sẽ bằng tự nhiên là Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta nói là kiểu string là kiểu có giá trị bọc trong nháy đơn hoặc nháy kép, thì chắc chắn ở đây chúng ta có Nguyễn Văn A, biến Nguyễn Văn A này sẽ thuộc kiểu string. Chúng ta thử kiểm chứng bằng hàm type of, chính là kiểu chuỗi đó. Ở đây chúng ta sẽ để là name và các bạn chạy thử trang này lên và các bạn sẽ thấy là rõ ràng là cái name của chúng ta mang kiểu string. Tiếp theo tôi tạo ra một cái biến ví dụ như là var là phone. Chúng ta cùng xem một cái số điện thoại ở đây như thế này và chúng ta sẽ xem kiểu dữ liệu của phone đây sẽ là kiểu gì. Nó sẽ thuộc kiểu number, các bạn có thể xem đây đó, thì các bạn thấy có nó thuộc kiểu number và đây tôi sẽ in ra một giá trị để xuống dòng chúng ta nhìn cho nó dễ. Thì trong cái giá trị document.array có thể là biến, có thể là số chuỗi hoặc là có thể là mã HTML như thế này. Thì tôi sẽ xuống dòng đó. Tiếp theo tôi có một cái kiểu nữa và ví dụ tôi khai báo là email, tôi sẽ sorry tôi sẽ để là active, có nghĩa là user này được active chưa, tôi sẽ để là fail và tôi in kiểu dữ liệu của nó ra document.write. Tôi xuống dòng trước br, sau đó tôi in kiểu dữ liệu ra bằng document.write và tôi sẽ in ra cái active. Thì các bạn sẽ thấy kiểu dữ liệu của nó sẽ được hiển thị lên màn hình như thế này đó. Và tôi thử một kiểu nữa là kiểu object, ví dụ tôi var student, thông tin của một student thì bao gồm
các thông tin sau, ví dụ như name, tôi để là Phạm Kỳ Khôi. Ví dụ như email, tôi để là phạmkikhoi.info@gmail.com. Tôi để tuổi early, tôi để là 27 tuổi. Và sử như vậy. Lúc này chúng ta sẽ cùng nhau xem cái kiểu dữ liệu của student. Và lại tôi xuống dòng in để xuống dòng trước, sau đó tôi document.grid và tôi in cái kiểu student hiện ra, thì tôi chạy ra lên, thì các bạn thấy là ở đây nó thuộc kiểu object các bạn này, đây là kiểu object của nó. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng type of đưa nó vào trong, đưa student vào trong type of, thì các bạn thấy nó thuộc kiểu object đó. Thì đây là một vài cái ví dụ về kiểu dữ liệu ở trong JavaScript để các bạn có thể nắm được đó. Và ở đây quan trọng nhất là chúng ta sử dụng hàm type để chúng ta biết được kiểu dữ liệu ở trong JavaScript, mỗi cái biến, mỗi cái giá trị đó nó thuộc kiểu gì, thì các bạn sử dụng hàm type là các bạn có thể xác định được đó. Thì ở bài học này tôi xin phép dừng lại tại đây. Qua đây các bạn đã nắm được về các một vài kiểu dữ liệu trong JavaScript và cách để xem kiểu dữ liệu của một biến hoặc một giá trị nào đó. Đó, thì các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.